Xin chào tất cả các bạn. Thì trong video này đó các bạn, mình chia sẻ với các bạn cái cách mình nối cái dây mềm lên cái dây cứng. Thì thông thường đó các bạn, mọi người thì hay có nối theo cái cách này. Thì khi mình nối theo cái cách này đó các bạn, thì cái dây nó sẽ không có chắc chắn và nó sẽ bị lỏng các bạn ha. Thì để mà mình nối được cái mối nối này á, nó chắc chắn đó các bạn, thì mình sẽ làm cho nó một cái khóa các bạn. Thì lúc này cái dây của mình á, nó sẽ rất là cứng cáp ha. Và khi mà mình nối đó các bạn, thì cái dây nhỏ dây mềm á, nó sẽ nằm ở bên dưới cái dây lớn. Và sau đó đó mình bẻ nó về mấy bên trái như vậy, và mình luồn ở bên dưới, mình một luồn ngược lên các bạn. Và lúc này mình sẽ siết nó. Thì lúc này đó các bạn, ở đây đó, nó sẽ thành là một cái nút thắt đây này, và nó sẽ rất là cứng. Và cuối cùng á, mình dùng kềm đó các bạn, mình vẽ gấp cái đầu dây này lại và mình bóp nó lại. Và cuối cùng đó các bạn, mình quấn băng keo nó lại là xong ha. Rồi mình dừng video tại đây ha. Bye bye các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo ha.